em đi đi thì nếu mà mấy em muốn sử dụng smartphone á, mấy em vô là www đó chấm md md em đi đi đó không nào khi nó hiện lên cái bảng em nạp cái con số vô thanh niên là bao nhiêu tuổi là bao nhiêu thì có phải da đen da trắng nam nữ là nó này cái của em nhưng mà chắc chắn là đồ vật của quay đó không có được gì tăng lên đến một mức đâu đó là có vấn đề rồi như vậy thì mang đi vào cái hiểu được cái cách tính của đồ vật như vậy cái cách thì nó chỉ có vậy thôi thì phải dùng cái nguyên lý đó là tăng rồi sao em coi trong sách nha. Thì với cái style đó tôi kết thúc cái bài cái này bài bài hôm nay tóm lại tôi nói bài gì xét nghiệm cơ bản trong thực học không phải là xét nghiệm cơ bản trong thực học là tất cả các xét nghiệm đánh giá chỉ là những xét nghiệm cơ bản thôi nha. Hình dáng như thế nào chức năng phận như thế nào điểm như thế nào đó là những xét nghiệm rất cơ bản và sau này bên đi thực hành là 3, 4, 6 mấy quý vị đã mắc không? Có gì đã mắc thì mấy quý vị cũng muốn. Sao lại thầy đây?